trễ. Kiểu bị không có thời gian làm luôn mấy chị ơi. Gọi là trời, cái mặt này mày, cái mặt này mày kinh khủng. Bên này đúng không? Ừ. Còn bên đây không có nha. Em bị quá tải về các mấy chị. Tại sao? Rồi vô chia sẻ like lên giùm em đi mấy chị ơi. Đồ hôm nay rất là đẹp ha. Hôm nay là hàng chạy mẫu, hàng hot trend, hàng đẹp. Chị em mình vô chia sẻ like lên giùm em nha. Chị em mình vô chia sẻ like lên giùm em nha. Đồ hôm nay đẹp lắm, bỏ qua đồ hôm nay là tiếc đáng chịu nha. Rồi lên giùm em 5 người xem đi mấy chị ơi. Hôm nay chủ nhật mưa gió ở nhà xem live đúng bài đúng nhờ. À, coi YouTube đợi bài live muốn hết pin. Rồi chia sẻ like lên cho em nha mấy chị ơi. Lên 5 lượt view là em lên hàng luôn ha. Hôm nay tranh thủ like để đi hàng cho mấy chị em mình kịp. Thứ hai mình nhận hàng á, nên là em sẽ tranh thủ like để cho mấy chị em mình kịp. Thứ hai mình nhận hàng, cách Long Thánh lên thứ hai nhận hàng luôn ha. Rồi thấy đi, em chấm tương tác lên nhịp. Xong mày cứ nhảy vô họng tôi, giờ em vô đi ngồi luôn đi. Thấy em chấm tương tác lên giùm em nha mấy chị ơi. Chấm tương tác chia sẻ like lên giùm em nhá. Đồ hôm nay rất là đẹp. Gì? Không không. À, đồ đầm hắc dáng có luôn nha. Rồi chấm tương tác lên giùm em nha, có đầm chứ. Đầm xé thiết kế, nói chung đồ hôm nay là đồ thiết kế nha mấy chị ơi. Đồ hôm nay là đồ thiết kế hết giùm em ha. Không có hàng thường, không có hàng thanh lý luôn, hôm nay đồ thiết kế thôi. Rồi chưa vô đông đông người xem lên giùm em lên hàng nè. Áo khoác có khoác len được không? Hello Vivi. Thấy Duy Nguyễn nha, có đầm. Rồi chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Xích le á hả? Xích le không biết có. Trời à, xích le có cái xếp này nhưng mà đợi em xíu nè. Vô lượt view lên, lên lên lượt view giùm em. Xin le không có rồi gái ơi. Rồi cái này là hàng bom hôm qua. Ê, tính ra là mới like hôm qua mà hôm nay là chốt hàng là lại thấy có bom rồi nè. Ghê không? Rồi cho em con hai áo thì em, một con áo ống màu vàng với lại con áo xanh. Đầu lai bán lấy tương tác cho em mình thôi, combo hai áo này 35.000. Cái này là lai hôm qua bán 59.000 hai con. Giờ xả 35.000 thôi. Bữa giờ xong bộ len của anh cho. Vậy đúng đúng đẹp đúng đỉnh hả? Đúng rồi. Trời ơi, cái gì chứ mà cái nào mà em tự tin nói nó đẹp là chắc chắn nó sẽ đẹp, chị khỏi lo. Hai áo này 35.000 nhá. Hai áo này 35.000, chịu lấy chốt combo giùm em ha, 35.000 thôi. 35.000. Anh em 35.000 nhớ comment giá vô em nha. Rồi cái này đầm của bé nè. Đầm của bé nha, sale 50.000, size dưới 10 11 kg lại vừa, 50.000 cái đầm bé giùm em nè. Một cái đầm bé 50.000. Đó, hôm qua bị bom xả luôn mấy chị em mình, cái đầm bé 50. Chia sẻ like lên tương tác cho giùm em nha. Không phải đâu chị ơi, em chỉnh áp á, chứ làm gì mà được ở ngoài mà nhìn ngon được vậy. Rồi túi này giùm em nè, hai màu, hai màu giùm em, màu nu với lại màu đen, 45.000 thôi. Túi này em xả 45.000 hai màu nu đen. Chị thấy Lê Nguyễn Anh Thư nha. Rồi cả nhà mình đang thấy em á, mình chấm tương tác lên giùm em nhé. Túi này hai màu nha, màu đen với lại màu nu, 45.000 túi giùm em nha. Túi đây nó có cái dây đeo bên trong giùm em hết ha. Túi niêu giùm em 45.000 thôi. Rồi ai lấy cái túi này chốt giùm em đi. À, chị nào thấy em á thì mình chịu khó mình chấm tương tác lên cho em nha. Lên lượt view rồi em lên hàng. Rồi túi hai màu nha, đen nu 45.000. Rồi ba lô này sale 50.000 nè. Ba lô sale 50.000 hai loại dây bên trong. Ba lô 50.000 hai loại dây bên trong. Em mới vô hả? Chị cũng mới like thôi. Đâu rồi? Rồi đây ba lô 50.000 hai loại dây giùm em nhé. Ba lô 50 hai loại dây. Chị lấy ba lô mini này chốt ba lô giùm em 50.000 thôi. 50.000 cho Dương Thu Thủy nè. À, chị thấy Kim Tuyền cho Lục Thùy Trang nè.
50.000 bình luận thêm comment giùm em mã sản phẩm cộng với giá trị tiền luôn nha mấy chị ơi, cộng giá tiền giùm em nhé, 50.000 thôi. Rồi cái túi em để 45, cái gì bỏ hai giấy vô, đúng rồi, đây đây xong ship rồi. Cái túi này giùm em xem chị em mình 50 luôn, túi đen là 50.000 luôn, ai lấy chốt trời hàng xịn á, túi đen 50, lấy đen chốt mã đen giùm em nhé, 50.000 luôn nè, túi đen 50 này mở sạch này đây. Đây hai ngăn ha, túi đen này hai ngăn 50.000, túi đen này hai ngăn nhé 50, lên làm sọc ok để em xíu nè. Rồi túi đen này hai ngăn giùm em nhé, 50.000 luôn, chị lấy chốt túi đen 50. Rồi chấm tương tác làm giùm em luôn đi, em lên hàng mới luôn ha, lên hàng mới. Rồi à, body sọc này hả, ba lô 50 cho chị Lê Thị Tuyết Mai nữa nè, giao vô Xuân Định có chứ, bên chị là ship code toàn miền, toàn quốc, chỗ nào cũng đi được hết mấy chị, hóc hẻm nào cũng vô được hết, miễn sao trong chị là cái đường vô được, không phải là rừng là được rồi, không phải là rừng là núi là xong là cũng vô được bình thường ha. Rồi body này giùm em, em bán order là giá 129.000 nhưng mà à, áp dụng trên line này cho chị em mình thôi, áp dụng trên line em xem nhanh chị em mình 105 giùm em cái đầm này ha, 105.000 giùm em, 105.000 nó rất là nhiều màu cho mấy chị em mình lựa chọn nè. Đây cái màu này là màu à, màu xanh giùm em, màu xanh dáng dài nha, dáng dài giùm em, xanh 105. Hôm qua là chưa gửi nha chị ơi, chị Lê Thị Tuyết Mai có ba lô, hôm qua là dồn với like hôm nay mới gửi. Màu xanh, màu vàng nè, màu đen, màu đỏ với lại màu cam. Rồi à, 4 màu giùm em 105.000, 4 màu dáng siêu dài. Mấy chị nào khoảng tầm 60kg mình vẫn mang vừa, vì nó là chất thun gân co giãn giùm em nhá, 105.000 thôi. Rồi 105 cho em. Xét hồng, xét hồng, đợi chị xíu em ơi, chị sẽ lên hết hàng này ha. Rồi ai lấy màu nào chốt giùm em, đen 105 cho Ánh Nga nè, body cam cho Lục Thùy Trang nè, 105 năm màu á, áo quên, chọn một màu đi má ơi, má chưa chọn màu nào nè, em đủ màu à, em còn à, rồi em còn 3 màu thôi, màu xanh, màu xanh ha, màu vàng nè, có áo hai dây nha chị ơi, với lại màu đỏ, hiện tại còn 3 màu này thôi, 105 105 còn 3 màu nhé, 105 còn 3 màu. Em đảm bảo cho em mình là cái form với lại cái chất vải rất là đẹp ha. Ai lấy chốt giùm em, chị ơi từ từ em lên cho từng món một. Rồi em còn 3 màu này, chị lấy nửa chốt đi giùm em ha, 105.000 body nhé, 105.000 lấy body chốt body giùm em. Rồi con này là con len, áo len, áo len hàng này đang hot trend mà là chất len xịn giùm em 100%, mấy nhìn giùm em cái chất nhé. Em sale con áo len này cho em mình 145.000, 145.000. Cái này là đầm len nhé, đầm len 145. Cái này form mấy chị tầm 70kg cũng mang vừa luôn, co giãn 145.000, 145 giùm em. Shipper ship má ơi, đen em hết rồi chị, giờ Hướng Dương ơi, chị lựa màu khác giúp em nha, em thời gian đâu mà đi ship cho mấy chị. Rồi 145.000 cái này đầm len giùm em ha, 145. Ai lấy đầm len chốt đầm len 145.000 giúp em. Cái này bao form chị em mình 60-70kg cũng vừa hết giùm em nhé. Rồi ai lấy con này chốt giùm em nè, đầm len 145.000 hả, 145.000. Chị Hướng Dương ơi, lựa màu khác giùm em nha, à, xanh 105, xanh 105 cho chị Hướng Dương ok chị nè, 105 nè. Rồi set đó, set lê thì em có set này, set này em sale 99.000 thôi nè, set này 99.000, set bell nhé, set bell lên 145 cho da hông nè, 145.000 là 145 nha. Rồi ai lấy chốt set bell này 99.000 giùm em, xin không, trời ơi cái áo này đằng sau nó sẽ chéo này giùm em ha, 99.000 một set nhé, bell 99.000 cho Nguyễn Thị Cẩm Tiên nè. Ai lấy bell chốt bell giùm em, bell có số lượng nha, 99.000. Rồi lấy beo nữa, chốt beo giùm em, 99.000. Cái quần này là thun gân siêu co giãn luôn nè, 40-60kg là vừa giùm em hết. Rồi 99.000 cho da hông, 99.000 cho Nguyễn Thị Yếu Thảo nè. Rồi ai lấy beo nữa, chốt beo giùm em đi,
À, em ơi chị đang like nha, khi nào mà chị xong việc chị rảnh chị mới coi cho em được, đằng sau nó sẽ nhẹ thế này. Rồi ai lấy chốt thì em mã beo ha, beo 99 nè. Quần ống rộng nha, ống rộng lưng cao giùm em thế này. Trời ơi đẹp quá, có 99 ngàn à. Ai lấy beo chốt beo 99 giùm em. Rồi đầm dáng dài này ha, đầm dáng dài này là giá 135 ngàn. Ok, tôi biết rồi, có gì à, tôi giao luôn 145 ngàn. Form chất y hình, nhìn giùm em cái chất nè. Má ơi, nó rất là đẹp luôn. 40-55kg lại vừa, 135 ngàn. Màu này là màu xanh dương giùm em. Màu này màu xanh lá ha. Màu hồng nè, màu hồng, màu cam với lại màu đen giùm em. 135 ngàn một đầm. Đảm bảo chị em mình hổng ai bán cái đầm này mà rẻ thế này giùm em luôn, cam kết nhá. Vì cái này là đầm shop giùm em. Đầm shop, đầm hot trend luôn ha. Đầm cam hồng hai cái cho chị Trần Thị Hằng 135 nè. Cam bán cho em mình ha, chỗ nào bán rẻ hơn mà form đẹp hơn trả lại cho em. 135 x 2. Rồi em vẫn còn đủ màu, full màu. Chị em nào lấy chốt nhìn giùm em cái form đầm. Nhìn giùm em cái form đầm ha. Ở dưới nó xòe nhẹ thế này, nó sẽ không ôm hẳn của người, nên là mấy chị nào mà sợ kiểu mà ôm cái phần eo, phần hông mình to là không có nha. Cái này nó hơi suông nhẹ thế này giùm em. Và dáng dài, chị nào mét 6, mét 7 là mang thoải mái luôn. Rồi ai lấy chốt giùm em ha. Xanh đậm luôn, ok chị Trần Thị Hằng nè, 135 luôn nè. Rồi ai lấy đầm này chốt giùm em nha, đủ màu nha. Màu này là màu xanh lá, màu đen. Xanh lá, màu đen. Để em xem ha, màu đi đâu rồi. Xanh lá, màu đen. Màu hồng nè, màu hồng, màu cam, xanh lá, màu đen, hồng cam. Đủ 4 màu giùm em nhé. Rồi em còn 4 màu, chị lấy chốt giùm em 135.000 một đầm ha. 135.000 một đầm. Rồi tiếp giùm em set này, 3 màu. Set này sale chị em mình à, 119.000. Set này đang hot luôn. Set này đang siêu hot nha, 119.000 một set, 3 màu. Đây nhìn giùm em cái quần. Trời ơi cái vải nó đẹp cực kỳ luôn á mấy chị. Nè, quần giùm em ha. Vải đẹp cực kỳ, có 119.000 thôi. Áo giùm em thế này, chất là chất gân ha, 119 giùm em nhé. 119.000. Màu này là màu đen. Màu này là màu xanh với lại màu này là màu nâu. 3 màu giùm em, 119 thôi. 3 màu nhé, xanh, đen, nâu, 119.000 một set. Set này đang là hot trend luôn á mấy chị. Rồi, đen nè. Rồi, em hết đen rồi nha. Đen cho 3 người là 119 nè. Rồi, em hết đen rồi, mấy chị lựa màu khác giùm em. Chị Nhung Nguyễn ơi, em hết màu đen nha chị yêu ơi. Em còn màu xanh với lại màu nâu thôi. Còn xanh nâu mấy chị ơi, còn xanh nâu. Xanh nè, nâu nè, quên lộn, này xanh. Còn hai màu này thôi, em hết màu đen. Xanh là chị Bảo Anh nè, 135, ấy lộn 119 chứ, 119.000. Em còn xanh với lại nâu thôi nha, em còn xanh với lại nâu thôi, em hết đen rồi. Hết đen rồi mấy chị ơi. Hết đen, hết đen. Đây cho mấy chị xem màu nâu. Nhìn giùm em cái chất của nó nè. Đó là chất gân. Cái quần này, cái dây này có thể rút lại được. Nên chị em là mình 40kg hoặc là 60kg mà vẫn bận vừa cái phong quần giùm em. Rồi áo giùm em nè, quá xuất sắc luôn ha. Rồi em còn xanh với lại nâu thôi. Xanh chị Linh Nguyễn. Em có đen nha bé Ngọc, chị Loan Phạm có đen nha. Rồi hiện tại còn xanh, một xanh và ba nâu, bốn nâu nha. Đen Loan Phạm với lại chị bé à, với bé Ngọc với lại Tú Nhi là có nha. Xanh Lục Thùy Trang 119 nè. Rồi hiện tại còn nâu là hết luôn. Hiện tại còn đúng 4 set màu nâu. Nhiều. 119. Set này lên xiên trắng da luôn. Thun gân nha mấy chị ơi, thun gân nhá. Rồi 119.000 hiện tại còn màu nâu thôi. Cái quần này rút dây được thoải mái giùm em luôn. Quần rút dây được nhá. Lấy nâu chút mã nâu giùm em đi. 119.000. 119.000 một set. Thề là cái set này cái vải nó đẹp xỉu luôn á trời. Tôi cam đoan với chị nhận hàng thôi, chị mà chê cái set này là tôi trả lại luôn á nhá. Rất là đẹp luôn. Có 119.000. Hiện tại em còn nâu thôi nha. Rồi, tiếp giùm em set thể thao 4 màu. Lên màu trước cho mấy chị nè. Màu hồng nha, màu đen, màu xám giùm em. Đây, màu xám với lại màu nu. Set thể thao là 99.000, chất là chất nỉ bông giùm em nhé. Thể thao 99.000 kèm màu giùm em. 99.000 kèm màu, màu nu nè.
màu xám nè, màu đen với lại màu hồng. Cái này là chất nỉ bông giùm em, 40 đến 55 kg lại vừa. Cái quần này có túi bên trong giùm em, có túi giùm em nhé. Đây phong quần nè, phong quần nè, áo giùm em nè. Rồi ai lấy set này chốt rồi giùm em ha, 99.000 kèm màu, 99.000 kèm màu nha mấy chị ơi, 99.000 kèm màu giùm em nè, 99.000 kèm màu, màu hồng, màu nâu, màu đen với màu xám nhé. Ok Tú Nhi nha, em chỉ có cái set này thôi đúng không? Rồi ai lấy chốt giùm em ha, set thể thao kèm màu giùm em đi, 99.000 nha. Set thể thao kèm màu 99.000 một set giùm em đi, 99.000 một set. Set thể thao nhé, ai lấy thể thao chốt thể thao giùm em, 99.000. Rồi cho em set này, set này là set Enly đen 99 đó chị Loan Phạm nè. Trời ơi cái set này đẹp mà mấy má không mua quá là uổng thiệt sự luôn á. Mấy này ra ngoài bán trăm mấy một set, cho mấy 200 Loan Phạm nè. À set thể thao, ồ bà Phương Linh Phương này, bà ơi bà bom hàng tua mà giờ bà vô bà mua lồ đồ như đúng rồi vậy trời. Quỷ bom hàng nữa còn vô mua đồ nữa kìa. À có nhiều đứa hay ha, công nhận em thấy có nhiều đứa hay thì có mấy chị nó bom hàng mình chừng dần nó luôn mà nó vẫn cứ thế mà nó vô mua đồ thế, không hiểu là cái mặt nó để đâu luôn á trời. Rồi cho em set Enly nha, set Enly giùm em nè, 145.000 ống loe giùm em. Cái này là set Enly giùm em, 145.000 ống loe, ống loe giùm em nè. Đó form này là 40 đến 52, 51 52 kg lại vừa giúp em, 51 52 kg lại vừa. Màu này là màu nâu nhé, màu nâu, màu này là màu xanh nhạt, màu xanh nhạt, màu xanh đậm với lại màu đen giùm em, 145.000 một set. Set đó là set nào em yêu ơi? Cái này là 51 52 kg loại vừa giùm em, màu đen nha, màu xanh đậm nha, màu xanh đậm, ống loe giùm em nè. Rồi màu này là màu màu xanh nhạt, màu xanh nhạt giùm em. Rồi với lại màu nâu, 145.000 một set. Bao vải nhé, bao vải 145 chị Trần Thảo Nguyên màu nâu nè. Rồi ai lấy màu nào chốt màu đó giùm em nha, 145.000 một set, 145.000 ai lấy set chốt set. Rồi cho em set sơ mi nè, set sơ mi này 135, nu chị bé điệu 145 nè, bé điệu nè 145, xanh nhạt cái da hơn nè 145. À Enly màu nu chị Như Quỳnh nè 145. Đơn của mình đặt hôm kia em gửi ra nha chị My Nguyễn ơi. Rồi set sơ mi này em còn nhớ là em mua 220 chưa tính ship nè, form chất y chang vậy luôn. Hôm nay bán chị em mình có 125.000 thôi, 125 áo y chang nè. Mấy chị nhớ bữa em có bát lại cái set giống vậy không, trời ơi y chang luôn mà mua 220 chưa tính ship nha. Rồi em bán 125.000 thôi, bán 125 thôi, màu trắng, màu xanh, màu đen với lại màu nu, bao phong 60kg đổ lại vừa giùm em, 60kg đổ lại vừa, 125. Trời ơi tôi nói tôi mua là 220 không phải tin đó. Thiệt mà nhiều khi cái vải không bằng vậy, cái vải kia của em á là giặt lại nó rút lại cái chút xíu, còn cái này là bao vải mấy chị giặt không bao giờ rút. 125.000 đào em Thảo Dung My màu xanh, 125.000. Rồi hết xanh rồi, chết mẹ, hết xanh rồi nha, còn ba màu kia đen trắng nu giùm em. Rồi à, trắng cho Kim Huệ nè, 125, Kim Huệ 125 đổ ra đen hả, ok. Cái của Thảo Dung My á bỏ ra cái màu xanh ra, lấy cái màu đen đâu để xanh nó đi, có người chốt. Rồi vậy là cái set xanh của Thảo Dung My em để cho Nguyễn Thị Kim Tuyền nè, Nguyễn Thị Kim Tuyền lấy xanh đen hết luôn rồi. Rồi bây giờ em còn màu nu, màu nu, màu trắng, à màu 125 hết, em còn màu nu và màu trắng thôi. Đào ơi lấy màu nu cũng xinh nè, Đào ơi màu nu quả đẹp nha. Màu này là màu nu nó hơi đậm, nó hơi nghiêng nâu nên là sẽ không có bị kén màu da, mà nó có túi giùm em thế này ha, túi để em cho mấy chị xem cái form áo nè, đây là form áo ha, rất là đẹp, 60kg đó lại cho em thoải mái luôn. Mặt sau nè,
mặt sau của cái áo ha. Khi mà mấy chị mang á, mấy chị cột cái chỗ này lại giùm em cam đoan nó không có hở nha. Tại vì cái phần này nó có cái nút nè. Chắc tôi để làm set màu nu tôi mang quá. Tự nhiên bán giờ thấy tí. Quá đẹp luôn. Nó có cái nút cài đây nên khi mấy chị mang cái áo ngực của mình á, ngang đây nó sẽ không có bị hở ha. 125.000 em chỉ còn màu nu thôi. Màu nu và màu trắng thôi. Rồi. À màu nu. Màu nu cho chị Nguyễn Ngọc Lan với lại Đào em. Em lấy nu ok rồi. À cái gì nãy Kim Tiền nói gì ta? À 145 xanh nhạt chị Thúy Oanh. Quách gì đó lên chị số mạng em đi chị ơi. Cái màu xanh của Nguyễn Thị Kim Tiền thôi. Đổi lại màu nu. Rồi Tiền đổi lại màu nu nè. Tiền đổi lại màu nu nè. Chị Ngọc Lan em chốt chị xét nu rồi nha. Rồi em hiện tại em còn màu xanh luôn mấy chị. Hiện tại em hiện tại em vẫn còn màu xanh nha. Em vẫn còn màu xanh nhé. Chị nào chưa có màu xanh thì chốt không mà em để cái màu xanh lại em mang. Hôm bữa tự nhiên bán cái set màu xanh. Nè. Cái quần này là rất là xinh bao cái form với chị em mình luôn nè. Đó. Chị Ngọc Lan có nha. Rồi áo giùm em nè. Xinh không? Cái này á là đằng sau nó có cả cái nút cài ngay đây, mấy chị không có sợ nó hở chút xíu nào luôn. Rồi. Rồi áo xanh chút xanh đổi chị xanh. Chị Ngọc Lan đổ qua màu xanh đi. Rồi vậy em còn nu trắng thôi nha. Ngọc Lan cái nu á đổ qua màu xanh. Rồi cho em còn màu nu với lại màu trắng không mấy chị ơi? Rồi hiện tại còn nu với lại trắng thôi. Nu với lại trắng thôi. Áo kiểu ha, áo có luôn hết đó em. Đây nu và trắng giùm em hai màu. Nu và trắng thôi hết xanh luôn. Hết xanh nhé, còn nu và trắng thôi. Nu và trắng. À set 45 ok em đợi chị xíu nè. Rồi em còn hiện tại là nu và trắng nhé. Chị lấy màu nào chốt màu đó giùm em. Màu nu này cũng đẹp lắm á. Màu nu này lên là siêu trắng da nha. Rồi. À màu trắng chốt chị Hồng Mai. Hello bà chủ shop, mày mất tích ở đâu bữa giờ vậy con kia? Mày mất tích đâu bữa giờ? Ừ, 125.000. Set 145. Set 145.000. Đây. À, còn ba màu này. Set này là set Enly. Trời em mới 180 đó mấy chị thấy không? Em không cần nói chi đâu xa hết. Em là mua 201, khách em mua 180 mà em bán cho em mình có 125 thôi. Là mấy chị thấy nó rẻ hơn gấp mấy lần rồi đúng chưa? Mà cái vải này em bao là khi mà giặt không có bị rút lại nhá. Cái hôm bữa em mua là em mang được đúng một lần duy nhất. Lần thứ hai là nó rút cái vải lại nhỏ xíu luôn. Set 145 màu đen. Màu xanh đậm nè. Màu xanh đậm với lại màu xanh lá, xanh chuối giùm em. Đó. À, set nu 125. Rồi vậy là em còn đúng một set màu trắng cuối cùng luôn. Chị Thúy ơi, chị có địa chỉ em mới chốt đơn, bên em phải có địa chỉ nữa, em mới chốt đơn nhá. Bên em không có gọi chốt đơn đâu. Xanh nè. Xanh đậm nè. Với lại đen 145.000 cam kết 6 hoàn tiền giùm em luôn. Đen 145 chị Ngọc Lan. Đen 145 cho Nguyễn Phạm Tường Vi. Em còn hai xanh, xanh đậm với lại xanh nhạt ha. 145.000. Ngọc Lan đâu? Cái gì? Ngọc Lan đâu? Em còn xanh đậm với lại xanh nhạt thôi, hai màu. Hết đen luôn mấy chị. Xanh đậm nè. Mấy chị nhìn giùm em cái chốt ha. Ống hơi loe với lại xanh nhạt. Rồi, còn hai màu thì giùm em nha, 145.000 nha. Ai lấy chốt giùm em. 145. Rồi. Lên lại cho chị em mình xem lại body này, em còn hai màu. Màu này là màu đỏ với lại màu vàng. Rồi, à 109.000 body giùm, à 105.000 body giùm em nhé. 105.000 thôi. Body còn hai màu này duy nhất, 105. À set đen chị hết rồi, Nhi ơi, Nhi lấy xanh hai màu xanh giùm chị đi em ơi. 105.000 con body này giùm em. Hiện tại em còn màu này màu đỏ với lại màu vàng thôi. 105 nhé, 105 sale luôn, còn hai con à. Mấy chị hốt giùm em nhé, 105.000. 105, rồi. Set này còn đúng một màu nâu thôi. Chị lấy nâu chút mã nâu giùm em. Cái này vải đẹp cực kỳ luôn á trời. Rồi còn màu nâu nhé. Ai lấy nâu chốt luôn giùm em mã nâu đi. Nâu 119.000 ha. Nâu 119 giùm em. Áo nó vạt bầu thế này. Nó này là dạng giống như áo ba lỗ nha mấy chị. Rồi 119.000.
Chị lấy nâu chút, phải nâu 119 giùm em ha. Nâu 119. Nâu 119 ha. Lấy nâu chút nâu giùm em. Rồi tiếp nha. Set này em có 3 màu. Chị nâu uy lê, nâu 119 ok chị yêu nè. Đây. Vải siêu đẹp. 119. Rồi set này em có hình. Bán thiếu luôn cái áo y chang như cái chất y chang như cái hình em mất luôn. Trời ơi. Set này em sale chị em mình là 125 thôi, sale 120 luôn đi. 120 thôi. 120.000 cái form với lại cái chất vải là y chang cái hình em mất luôn. 120.000 màu xanh. Màu vàng, cái quần nó chỉ có một màu thôi nha, màu vàng với lại màu cam. 120.000 một set giùm em ha. Form là lưng siêu cao luôn. 120 ba màu, vàng, cam với lại xanh. Với lại xanh. Đây, 120.000. Rồi, ai lấy chốt giùm em 40 đến 55 57 kg á, đổ lại vừa. Tại vì mặt sau nó sẽ có lưng thun chị em mình luôn ha, 120.000 ha. Rồi, ai lấy chốt giùm em, nhìn giùm em cái chất nè. Trời ơi đẹp chưa? 120 120 một set nhá. Ai lấy chốt set cho giùm em đi, 120.000 một set thôi. 120 ba màu nhá. Rồi chị lấy set này chốt giùm em 130. À đồ bộ khủng long còn em ơi. Cam 120 cho chị Linh Nguyễn. Trời ơi cái màu nó đẹp. Cái màu nhìn vô là thấy cưng xỉu liền luôn. Xỉu úp xỉu đau luôn. Em vẫn còn đủ màu ba màu này nhá. Cam xanh với lại vàng ha. Cam xanh vàng rồi. Cái sơ mi hiện tại em còn đúng một set màu trắng duy nhất. Em bao vải này không có mỏng nha. Em bao vải không có mỏng nha mấy chị. Chị Trịnh Mai Linh lên giùm em cái địa chỉ đi chị yêu ơi. Set khủng long nè. Khủng long 3 màu. Khủng long này xả 85.000 thôi. 85.000. Ủa phải con này không? Ủa? Không phải. Khủng long đây. Từ từ lên này trước đi ha. Rồi set này là set quần bèo. Set quần bèo 85.000. Set quần bèo 85 giùm em. Em có màu màu cam đen với lại trắng. Cam đen hồng với cam đen hồng. Đây 85.000 một set. Màu cam nè. Màu đen với lại màu hồng. Màu hồng áo trắng nhé. 85.000 đúng rồi chị lên giùm em địa chỉ cái này. Em chụp cái chị xóa lại cũng được. Chị xóa đi cũng được nhé. Nếu mà chị sợ lộ địa chỉ á thì chị cứ cho em địa chỉ em xóa xong rồi em chụp xong chị xóa. 85.000 một set nha. 50 40 đến 57 kg 58 kg lại vừa giùm em. Rồi ai lấy chốt giùm em nè, màu cam 85. Màu cam 85.000 nha. Rồi màu hồng. Màu hồng giùm em, màu hồng 85.000. Với lại màu này màu đen. Đen quần xanh. 85.000 set à. Rồi một cam 85 cho Lục Thùy Trang. Em vẫn còn đủ màu, ai lấy chốt giùm em. Cái này là quần màu xanh, áo màu đen ha. Rồi cái này là áo màu trắng, quần màu hồng giùm em. Hình như cam em hết rồi đó. Hình như cam hết rồi. Còn hai màu này thôi. Trắng đen thôi nè. Còn hai màu trắng đen thôi, có 85.000 một set thôi mấy chị. 85.000 một set thôi. Set em bận siêu cưng luôn á. Ai lấy chốt set 85 giùm em nha. Set 85. Rồi khủng long có hai màu này 69.000. Rồi chị vậy là xanh 120. Xanh 120 là set này đúng không chị Trịnh Mai Linh ơi. Chị Trịnh Mai Linh lấy set này đúng không? Đúng ok giùm em nhé. Rồi chị xóa đi chị. Set này đúng không chị 120. Đúng ok giùm em. Rồi khủng long 69.000 một set nhé. Khủng long 69.000 một set giùm em. Màu vàng với lại màu xanh 69.000 màu vàng màu xanh giùm em. Rồi ok chị nha. Vàng xanh khủng long giùm em. 69.000 một set quần nè. Đó, ai lấy chốt giùm em nhé. Màu vàng 69 với lại màu xanh. Màu xanh 69.000. Áo phông to luôn. Áo phông to giấu quần luôn ha. Rồi xanh cho chị xanh cho Gia Hưng nè. Chết mẹ. Từ cho mấy chị đến xem anh. Xanh ra da hơn nè. Mày nó muốn lại cái màu nào không vậy? Cái chừng là cái bà kia. Bà bên chỗ ba. Ra xanh hai người đúng không? Là...
đất đó. Xanh hai người đúng không? Vàng chị hướng dương nè. Hết xanh rồi sao? Nó không có mà. Hử? Nó không có mà. Ai biết. À có màu hồng nữa nha mấy chị ơi, màu hồng nữa. Có màu hồng nữa nha. Vâng ạ. Có màu hồng nữa nha mấy chị ơi, màu hồng. Màu hồng. Em chưa thấy màu xanh thế này, em kiếm màu xanh coi. Màu hồng, màu vàng. Màu hồng, màu vàng. Màu hồng với chị Hồng Mai nè. Chị Hồng Mai màu hồng nè. Màu vàng. Thôi chị. Ừ. Rồi em còn hồng vàng thôi, hết xanh rồi. Còn hồng với lại vàng thôi, hết xanh nhá. Còn hồng với lại vàng thôi mấy chị ơi, em hết xanh luôn. Đây màu hồng nhá. Không có xanh chú Bảo Lộc ơi. Huyền Nguyễn ơi, em lựa màu khác thì tao nha. Nè. Còn hồng với lại vàng thôi, em hết xanh luôn rồi. Đây quần thì đó, cái áo thì y chang nhau, khác cái quần thôi mấy chị ơi, không có khác gì hết trơn á. Nè, khác cái quần chút xíu thôi à. Xanh chị Hồng Mai không có, chị Hồng Mai có cái hồng. Rồi vàng chị Minh Hoa 69.000. Ok Dương Thu Thủy nha. Kim Phụng. Ok hồng như Hồng Hạnh, hồng như Huyền Nguyễn. Hồng Hạnh nè. Huyền Nguyễn nè. Vàng với chị Hồng Mai. Rồi em còn hai con vàng cuối cùng. Xanh 120 còn không bé? Xanh 120 dạ em còn nha chị Na Uy Lê ơi. Để em kiếm đây, xanh 120 nè. Xanh 120 em còn nha, chị lấy thì chốt giùm em xanh 120. Rồi. Đang like này má ơi, tôi đang like nãy giờ, giờ mình mới vô. Xếp sọc xác mát quần già bao nhiêu chị? Hả? Nhìn cái quần ý. Để chị, ok chị yêu nè. Chị Na Uy Lê 120.000. Xanh 120. Ok chị Thư Phan 120.000. Chị thấy Hồng Hạnh, Hồng Hạnh ơi chị chốt cho em rồi đó. Hồng Hạnh chị có chốt cho em rồi đó. Đây màu màu vàng nè, xếp đây nè, 120. Màu vàng chất chất áo nè, mấy chị nhìn cái chất áo giùm em ha. Họ quá đẹp luôn á. Màu vàng, màu cam với lại màu vàng cam thôi. Còn có hai màu vàng cam thôi giùm em nhé. 120. Vàng cam 120.000 giùm em. 120.000. À, cái set le chị để em luôn nha. Set le là set nào ta? Set này hả? Set này đúng không? À, đúng rồi, không có xanh nha Kim Phụng ơi. Rồi set 120 em có vàng với lại cam nhá. Vàng với lại cam form chất y hình. Vàng với lại cam rồi tiếp nè. À sắc lách là nào ta? À em xem set hồng. Le sơ mi hả? Như làm gì có. Set le này là 119.000, em còn màu nâu thôi, 119.000. Set sơ mi là chỉ có set này nè. À le sơ mi là có hai màu này em. Le sơ mi chỉ có màu xanh đậm với lại màu xanh nhạt thôi. Set ra của Enly á 145.000. Set Enly 145. Rồi em xem set hồng set quần cam đi chị. Set hồng set set quần cam là set nào ta? Hồng cũng lâu rồi hả? Set này hả? Set này đúng không? À, màu đen màu trắng nè. Cái này 85.000 đen trắng nha. Đen trắng này 85. Đen trắng 85.000. Set sơ mi em có set này. Sơ mi đằng sau cục lưng nè. Hôm bữa bát không là 80.000 à mấy chị, có ngày là hàng new luôn 225.000 thôi. Nay em mua là 220 đó. Mà cái vải em mua là bị rút, còn cái vải này là bao cho mấy chị, chất rất là đẹp. Còn đúng một set cuối cùng nhìn giùm em cái chất nè. Bao dày nhé. 125 thôi. Áo dây hoa trước ngực để em xíu nha. Rồi, cho em set sơ mi này. Set sơ mi em có hình nào quần đùi, áo sơ mi. Đây. Áo sơ mi phố quần giùm em. Trời ơi cái chất rất là đẹp luôn á. Em có ba màu. Màu này là màu nâu quần cam, màu trắng quần hồng. Rồi, cái này là màu hồng quần màu hồng luôn. Đây, cái này là quần màu hồng, áo màu hồng luôn. Set sơ mi này xem nha anh chị em mình là 119.000.
Sesame 119.000 nhá. 119 giùm em 3 màu, màu hồng nè, màu trắng nè, với lại màu nu. Màu nu thì cái quần nó là màu cam nhá. À, quần này nó sẽ có cái lưng thun mặt sau, nên là chị em mình mang á 40-55kg là bận thoải mái giùm em ha. Đây, cái quần giùm em nè. Trời ơi, cái quần đẹp quá nè. Đó, 119.000 một set. Quần có túi luôn giùm em nha. Quần có túi luôn, 119.000 thôi. Rồi, ai lấy set sơ mi, chốt set sơ mi 119 giùm em đi. 119 màu nu, màu vàng, màu hồng với lại màu trắng nhé, ba màu, 119.000 một set. Rồi chị lấy set sơ mi, chốt set sơ mi giùm em kèm màu ha, 119 thôi, 119.000 nhá, 119.000 set sơ mi. Mấy chị đang xem live mình là chấm tương tác lên giùm em với nha. Quần jean hết em ơi, quần jean à, có quần jean đùi, quần jean có quần jean đùi nha. Rồi tiếp giùm em set hot girl nè, set hot girl giùm em. Đây kiểu thế này giùm em, lên kiểu trước rồi cho mấy chị xem bản màu chất ha. Rồi cái này là chân váy giùm em nhé, chân váy đó, set này cúp hình nè, hơi bị xinh. Màu là màu nâu, màu nâu nha, màu đen nè, màu đen giùm em. Màu là màu màu vàng ha, màu vàng. Rồi xanh đậm với lại màu hồng. Set này sale chị em mình 129.000, 129.000 một set nhé, set hot girl. Xanh, hồng, vàng, đen với lại nu, 129.000 một set. Nu chị Huỳnh Như Nguyễn Trần 129 nè. Em còn màu hồng, màu xanh, màu vàng, màu đen, còn màu nu luôn nha. Cái này là cái quần nó có lót trong luôn nha mấy chị ơi. Đây, cái quần là màu đen thì nó sẽ có cái lót màu đen bên trong giùm em luôn, lót quần màu đen luôn. Rồi 129.000, màu đen, màu xanh, cái gì vậy? Đen, vàng, xanh, hồng, hồng nha với lại nu luôn. Rồi 129 nhá, 129, ai lấy set này chốt mở set giùm em đi, 129.000. Rồi đầm này em còn hai con, hai màu, màu xanh với lại màu đen. Body hai màu xanh đen. Sale luôn cho em mình đầm này. Đây. À 115.000 đi. Xả lỗ luôn 115. Rồi, xanh lá là xanh này đúng không chị? Chị Mộng Tiền ơi. Còn này là màu vàng nha. Đây màu vàng, đây xanh lá. 52kg ba vừa, tại vì cái quần này cái chân váy lưng thun nè, nó có độ co giãn thoải mái nha. Chị Mộng Tiền lấy cái set này đúng không chị? Đúng, ok em nhé. Đây cái màu lên trắng da lắm nha. Màu lên trắng da lắm, tay phòng, tay phòng. Rồi lấy thì chốt giùm em. Đúng rồi, ok chị nè. Coi giùm cái set này bao nhiêu tiền. 129.000 với chị Mộng Tiền 129. Mộng Tiền 129. Có quần trong hết chứ? Có quần trong hết nha. Rồi tiếp giùm em set bail 99.000. Set bail quần đằng sau là nó sẽ chéo cái này giùm em nhé, áo nó chéo cái này giùm em. Rồi có đồ lẻ nhưng mà cũng mít. À hôm nay có áo nam nha mấy chị ơi, áo nam mà hàng hàng polo, hàng xịn á, hàng mạc chuẩn luôn. Tí em xem áo nam nha mấy chị luôn, có ít không có nhiều. Rồi cho em set bail 99.000, set bail thun gân nha, cái quần thun gân giùm em. Rồi áo 99.000 set, 40-60kg loại vừa mềm ha. Lấy bail chốt mã bail giùm em đi. Lấy bail chốt mã bail giùm em. Bail 99.000. Bail 99k lấy bail chốt bail. Rồi cho em cái mẫu này. Trời ơi xinh lắm. Đây. Cho em cái áo. Cái quần trước đi, cái quần cho dễ nè. Rồi quần này giùm em 3 size SML. Quần này 3 size SML giùm em. Cái kiểu của cái quần á mấy chị mang lên mình có thể sắn cái like lên giùm em cũng được ha. Đó thích là nó có cái dây ở bên trong để cho mấy chị sắn cái like quần lên. Mẫu này em có hình. Thôi để em sắn cái like quần lên cho mấy chị xem cái mẫu cho dễ nè. Má quần này đúng đỉnh luôn á trời. Quần này á là sale chị em mình nè, 115.000 thôi. Size SML 115. Đây, nó có cái dây cài vô giùm em ha, tại vì hàng mới nên là nó chưa có bấm cái nút. Nó chưa có bấm cái nút.
ba size SML đúng một ri duy nhất à, như ta 99.000 đúng một ri duy nhất nha, ba size SML cái quần này giùm em, trời má đúng đỉnh luôn, ba size SML ai lấy quần này chốt quần giùm em ha, cài vô giùm em, SML có 99.000 có ba cái thôi mấy chị ơi, quần có ba cái thôi, quần thôi rồi ta. Quần ai lấy quần chốt quần giùm em nha. Ủa quần này vừa để đâu rồi? M chị Tuyên, Tuyên Nguyễn mang M nha. 99.000. Ủa cái quần này tôi để đâu rồi trời? Đây. Hai cái L cho Kim Ngân, cái M chị Tuyên, Tuyên Nguyễn. Rồi em còn một con size S thôi mấy chị ơi, em còn một con size S thôi nha. Em còn một con size S thôi à. Hết S, hết M với lại hết L rồi. Còn một con size S thôi. Size S. Size S này nhưng mà được cái biết gì không? Nó có cái lưng thun hai bên á. Em nhớ là hôm bữa em hỏi cái quần này bên shop bà Bo. Bà Bo ở Long Khánh đó là 380 nè. Đây, 380 một quần, em nhớ là em hỏi shop bà kia 380 đó mấy chị. Trời ơi đẹp quá. Còn một size S thôi. Hết L luôn rồi. 99.000 còn một con size S. Ở ngoài mà nó bán 380 một quần thì mấy chị nghĩ như thế nào? Mà nó có cái lưng thun ngay khúc này nè, khi là mấy chị mang vô nó sẽ giãn nhẹ cho mình, rất là thoải mái cái phần eo nhé. 99.000 còn đúng một con size S thôi. Rồi chị nào mang form size S chốt đi giùm em ha. Một con duy nhất 99.000 size S. ML hết luôn. Trời biết nhiều vậy đó là em lấy thêm rồi. Lấy con ri à. Xé cho Lê Trần Yến Nhi 99.000. Rồi hết luôn cái quần đó ha. Rồi em qua đây em lay đồ lẻ ha. Hồi áo đây xinh nè. Áo này bán 75.000 dễ thương không? Áo nè 75.000 cài nút giùm em. Bận với cái quần nó cũng đẹp luôn á mấy chị. 75.000 cái áo này nhiều màu lắm. Áo này siêu nhiều màu nhá. 75.000. Áo 4 màu 5 màu luôn. 75.000. Màu trắng nè, màu đen, màu xanh, màu hồng với lại màu nu. 75.000 một áo. Mấy chị nhìn cái chất đẹp ha, xuất sắc. Siêu co giãn luôn, có 75.000 thôi. Rồi ai lấy áo này chốt áo 75 giùm em kèm màu. 75.000 màu trắng nha, màu đen, màu xanh lá nè, màu hồng nè, với lại màu nu nhé. Màu nu giùm em. Rồi áo đây là áo nơ phối hoa luôn. 75.000 một áo. À, form này khoảng 55kg đó lại cũng vừa nha mấy chị nhé. 55kg đó lại cũng vừa giùm em. Tại vì nó có độ co giãn nè. Sáu mươi mình lấy hết là gì chị? Rồi ai lấy chốt giùm em nha. 60 mình lấy hết là gì? Má đang nói gì vậy má? 75.000. 75.000 ai lấy chốt giùm em. Áo này 75.000. 75.000 đủ màu nhé. 75.000 đủ màu giùm em. Dễ thương lắm, 75.000 thôi. Ai lấy áo chốt áo 75k. Rồi qua đây em like. Qua đây em like một ít đồ lẻ với lại mấy cái áo nam. Thôi tán không ghê nữa thôi. 60.000 chưa đủ giá tao lấy vô nữa, nghĩ sao vậy? Ngáo đá hay gì vô đây trả, vô đây nói tào lao gì vậy? Quần chị hết nha. Vô đây là tào lao tao đá xéo háng nha. Áo len, áo khoác len 4 màu. Khoác len nhà em. Phát lên hao hoa. Hoa giùm em ha, màu vàng nè. Màu đỏ nè. Đây. Màu đỏ, màu trắng với lại màu đen. Khoác này sale cho em mình là 150.000 luôn. Em bán là 159.000. Giờ sale 150 trên line này. Chất len nha, 150. 150.000. Cái này là chất len xịn giùm em nhé. Len xịn giùm em. Trời ơi có 150.000 thôi. Màu vàng nè. Màu đỏ giùm em ha. Màu trắng có lại màu đen 150. Vàng 150 chị Hồng Mai 150. Rồi ai lấy nữa chốt giùm em con này. Hết vàng còn 3 màu thì thôi. Còn 3 màu này nhá. Màu đỏ, màu trắng lại màu đen. Đỏ trắng đen 150.000 một áo. Bao vải nhá. Nhận hàng là nhìn cái vải là thích liền mấy chị. Chất len thiệt luôn á.
Rồi, cho em một con sơ mi. Rồi, cho em một con sơ mi nha, sơ mi. Đây, sơ mi này mấy chị mang không giấu quần luôn ha. Sơ mi này sale chị em mình nè, 120. Sơ mi 120 giùm em, tay lỡ nè. Rồi, sơ mi này 120 ngàn. Chị lấy sơ mi jean chốt cho giùm em ha. Sơ mi jean 120, trời ơi, chất siêu đẹp ha. Hai cái túi hai bên luôn, sơ mi jean 120 giùm em, chất đẹp. Ai lấy chốt, khoác vàng với đen. Còn đen thôi nha, Thảo My ơi, hết vàng rồi, lựa giùm em trắng hoặc đỏ đi chị. Thảo My 150, hết vàng rồi nha. Sơ mi jean 120 ngàn. Chị đang lấy jean chốt phải jean 120 giùm em. Nè, phong dấu quần vậy luôn, 120 ngàn một áo, màu đậm này dễ mang. Màu đậm này dễ mang ha mấy chị ha, 120 ngàn thôi. Rồi, ai lấy áo sơ mi, chốt áo sơ mi 120 giùm em đi. Áo sơ mi jean 120 ngàn, sơ mi jean giùm em 120. Rồi, áo hoa này xe chị em mình 59 ngàn. Áo hoa này 59 ngàn, chất bo rip nha. Hoa xanh, hoa trắng nè. Rồi, hoa màu màu nu giùm em, hoa nu, hoa đen. Hoa đen. Rồi, hoa màu cam. Đó, nhiều màu. Diễm Huỳnh lên là chị số điện thoại giùm em nha chị ơi. Đủ màu, 59 ngàn một áo hoa giùm em. Áo hoa dễ thương quá à. Rồi, bo rip nha. Màu trắng, màu nu nè, màu đen nè, màu cam nè, với lại màu xanh, đủ màu, 59 ngàn. Hoa đen. Hoa đen chốt với chị Tuyên Tuyên Nguyễn với chị Thư Phan nè. Hoa đen 59 ngàn. Chị Hồng Mai nè, 59 ngàn hoa màu đen. Xanh cho bé Ngọc, trắng cho Mỹ Huyền. Xanh cho bé Ngọc nè, trắng cho Mỹ Huyền. Rồi còn trắng nu với lại cam, ba màu. Trắng nu cam mẫu này nhá, 59 ngàn thôi, rẻ quá. Chất bo rip ha. Ôi, mẫu này đang hot luôn hả mấy bác, đang hot luôn mẫu này ha. Rồi màu nu trắng chị Hồng Mai 59 ngàn luôn. Chị Diễm Huỳnh lấy sơ mi jean đúng không, 120. Ok chị Diễm Huỳnh nha, 120 nè. Hoa trắng cho bà bé Điệu 59. Áo nam chuẩn bị lên để em xíu đi. Rồi còn nu với lại cam là hết nè. Còn nu với lại cam là hết nhá, 59 ngàn thôi. Nu cam giùm em, chiếc bo rip nè, nhìn giùm em ha, màu cam, trời ơi đẹp quá, màu nu xuất luôn. Rồi còn nu cam 59 ngàn mẫu này, thấy sâu 150, 150 ngàn. Hai màu đỏ trắng 150 ngàn. Nhìn giùm em cái túi vậy, cái nút với lại cái kiểu nó đẹp quá ha. Phát len 150, còn hai màu này thôi, len 150 ngàn. Rồi qua hoa mẫu này giùm em, hoa mẫu này siêu nhiều màu nữa trời. Hoa này sale 65 ngàn thôi. Hoa này là áo chất xốp, mẫu hoa này 65 ngàn thôi nhá. Màu này là màu hồng nhạt nè, hồng nhạt, hồng đậm giùm em. Rồi xanh nhạt, xanh đậm, màu trắng với lại màu đen, với lại màu đen, 65 ngàn thôi. Áo này 65 ngàn, nó là dạng chất xốp, dây là dây bún này giùm em, dây thun bún ha. Dây này siêu dễ mang. Rồi chị lấy chốt nè, đen nè, trắng nè, xanh đậm nè, xanh nhạt giùm em, màu hồng đậm nhá, với lại màu hồng nhạt, 65 ngàn. 65 ngàn áo này. Xanh nhạt cho chị Tuyên Nguyễn nè. Ai lấy chốt áo kèm màu. Rồi xanh nhạt cho chị Tuyên Nguyễn. Nhiều. 65. Rồi ai lấy nữa chốt giùm em nha. Ai lấy nữa chốt giùm em có 65 ngàn thôi. Trời ơi, chất của nó quá đẹp luôn, quá đỉnh. Có 65 ngàn áo, 65 ngàn. Rồi, ai lấy áo đi chốt nha. Phong coi dạng thoải mái giùm em nhé. Phong coi dạng thoải mái. Ở trong nó có lót nữa nè. Đó, trong nó có lót nữa nha. Chị Hà My lấy len trắng. Chị Hà My lấy áo này 150 hả chị? Hay là cái gì vậy? Lấy áo đó thì chốt giùm em nha. Rồi, ai lấy hoa là chốt hoa giùm em đi. Có 65 ngàn rồi mấy má ơi, 65 ngàn nha, 65 ngàn. Lấy áo hoa chốt áo hoa 65 ngàn giùm em nhé, áo hoa 65 ngàn. Rồi em lên áo thun nam, em sale 79 ngàn.
thun polo của nam 79.000 nè, giá 6 người ta bán là 100.000 một áo, 100.000 một áo nhé, em xem 79.000 thôi. Hàng new tag cái này dùm em hết, chuẩn luôn. Trời ơi, 79.000 con này size L. Lên dùm em mã trắng size L 79.000 nè. Rồi trắng size L, cái này áo nam. Nhưng mà mấy chị nào nữ á, mà mình thích những cái gu của mình mang những cái áo này á, thì mình chốt cũng được nhé. 79.000 dùm em size L nè, trắng L 79.000. Rồi đen này size XL, đen size XL dùm em nhé, 79.000 luôn đen. Rồi xám này size XL, XL, xám XL 79.000 dùm em luôn nhé, xám. Rồi con này trắng XL, trắng XL dùm em 79.000 luôn. 67kg thì mang size XL hả bà? Nam á, 67kg. XL nhá, XL á. Khoác trắng đi chị, ship là nhiêu chị ở đâu vậy chị ơi? Rồi cho em con này trắng XL nha, 67kg là mang size XL á. Rồi đỏ đây dùm em nhá, đỏ. Đỏ dùm em nè. Đỏ là size gì đây? Rồi đỏ size L, đỏ size L 79.000 luôn, ái đỏ chút ở đỏ dùm em ha. Rồi xanh đen size L, đen XL, đen XL chị Minh Hoa. Nam XL là mẫu nào em? Cho em xem trắng L cho chị. Trắng L nè, nhiều. Lan Phạm 79.000, Đồng Nai 35.000. Áo xanh có nơ cộng hoa. Từ từ để em xíu. Xám XL cho chị Binh Nguyễn 79.000. Xanh đen, xanh đen size L, xanh đen dùm em á. Hàng new nha, hàng đúng chuẩn dùm em luôn nè. Hàng đúng chuẩn luôn, hàng này shop 200 mấy không á. Trắng XL cho Nguyễn Thị Hiếu Thảo nè. Đỏ L chị Tuyên Tuyên Nguyễn nè. Chị Tuyên Tuyên Nguyễn xíu nhắn tin lại cho em địa chỉ nha chị ơi. Áo xanh có nơ cộng hoa, áo xanh có nơ cộng hoa 75.000. Chị Mỹ Phương chưa đi đâu, chị lựa thêm dùm em đi chị yêu ơi. Thảo Nguyên xanh đen đây là chị số điện thoại dùm em chị yêu ơi. Khách mới hả? Khách mới là chị số điện thoại dùm em. Cái nút của nó cũng là màu xanh luôn nha mấy chị. Nè, cái nút cũng là màu xanh luôn, 75.000. Xanh 75 Nguyễn Thị Kim Tuyền. Rồi tiếp áo ha. Rồi cam 2XL là phong 75kg ha. 2XL. Phải không? Phải không? Phải vô nhà mình không? Vô nhà mình nhưng mà không biết. Nếu mà vô nhà mình là đúng á. Cái chừng đúng. Là trong đủ đẹp á. Thì giấy tờ xong mình làm đủ tiền. Có phải đúng không? Đi bộ lên kia ta. Nhưng mà nó quan trọng phải đúng không mày ai. Cam size 2XL thì tôi tự im cho tập trung cho like coi. Cam size XL cho chị Ngọc Lan. Rồi cho em con này trắng size M. Dạ cho em xin số điện thoại luôn đi chị Tuyên Nguyễn ơi, cho em lại số điện thoại nha. Cho em lại số điện thoại luôn nha. Rồi trắng size gì quên rồi. Trắng size M. Trời đẹp quá ha. Trắng size M. Rồi con này là xanh cho em đi, viền xanh nè. Xanh size M, viền xanh. Ủa chưa ra hả? Cái này xanh nhá, tại vì nó là viền xanh size M. Trắng size M chị Amira nè. Trời ơi, hàng đúng chuẩn xịn thế này luôn. Tem tác đầy đủ giùm em. Dạ em cảm ơn chị Tuyên Nguyễn nha. Xanh cho chị Trang Lê. Xanh cho bà Trang Lê nè. Rồi con này là đen size L dùm em. Hàng shop người ta xả đó mấy chị. Hàng shop ta xả đó. Đen size L, đen size L dùm em ha. Rồi con này là đen size S. Xanh đen chứ lộn. Xanh đen size S nha. Xanh đen size S. Xanh đen. Con này là xám size S dùm em. Xám size S. Xám size S. Đen cho chị Lê Thị Tuyết Mai nè, 79.000 nè. Rồi trắng này size M. Trời ơi, cái tem hiệu của nó nè. Trắng này size M nha. Trắng này size M. Trắng size M. Đen em hết đó chị. Trắng size M. Đen size XL nè. Đen viền trắng size XL. Xám S cho bà Huyền Nguyễn nè. Áo này về nhận hàng mà chê nữa thôi luôn thiệt. Trắng size M cho chị Amira nè. Bao vải cho mấy bà. Trắng size M nè. Rồi
cho em con này. Con này ai lấy chốt giùm em là con gì đây ta? Rồi con này cho em mã 1 đi. Mã 1 size M nhé, mã 1 size M nha. Con này mã 1 size M. Áo nam mà nữ mang cũng được luôn á. Xanh đen size 3XL. Xanh đen này size 3XL nhé. 3XL. Mã 1 cho Nguyễn Thị Cẩm Tiên. Xanh đen size 3XL. Vàng M. Vàng size M. Vàng size M giùm em. Rồi trắng size M. Đẹp quá. Trắng size M nha, trắng size M giùm em. Trắng size M. Trắng size M. Rồi, con này viền đỏ size M, viền đỏ giùm em. Viền đỏ size M. Xanh đen cho chị Thư Phan. Trắng size M chị Vui Phạm. Viền đỏ size M nhé. Viền đỏ size M. Rồi con này là viền xám size M. Viền xám size M giùm em. Viền đỏ size M cho chị Trang Lê. À, đen XL. Chị Phan Thùy Linh. Đen XL nè. Rồi cho em con này. Mã 1 size M. Mã 1 size M giùm em. Mã 1 size M em hết đen. Cái này là xanh đen nhé. Xanh đen size S. Rồi con này là đỏ size M. Con này là full đỏ size M giùm em nhé. Full đỏ size M. Rồi con này trắng size S. Ê cái này nữ mang được nè mấy bác nè. Con trắng này size S nữ mang được nè. Ê cái phong này đẹp quá vậy. Trắng 79.000. Viền xám size M. Viền xám size M cho Huyền Nguyễn 79.000 một áo nha. Áo nam. Rồi con này giùm em là viền nâu size L. Viền nâu size L nha. Không phải đâu, bạn nhốt cái gì đó. Viền nâu size L. Viền nâu size L. Đỏ size M chị Thư Phan. Má nó còn lỗi rồi đó. Nó có cái size với lại cái màu mày mà dục nó đủ. Trắng size S Nguyễn, Nguyễn Trang nè. Nó dấu sao nè. Không có mình ghét. Rồi Nguyễn Trang nè. Nguyễn Trang. Đánh dấu sao vô. Nguyễn Trang cuối đánh dấu sao vô. Nguyễn Trang ở này nè. À, cho em con này viền nâu. Viền nâu qua đây. Nâu của Nguyễn Thị Cẩm Tiên nè. Rồi cho em con này nha. Viền nâu em hết rồi. Con này mã 1 size S giùm em. Mã 1 size S nha. Mã 1 size S. Mã 1 size S. Rồi cam này size M. Cam này size M. Lấy cam chốt mã cam giùm em nhé. Cam size M viền nâu em hết. Cam size M. Cái này là viền xanh size L giùm em nhé. Viền xanh size L. Mã 1. Mã 1 size S nè. À, Huyền Nguyễn mã 1 size S. Chị Thùy Dung lên thì chị số điện thoại giùm em đi chị ơi. Thùy Dung cam size M lên thì chị số điện thoại giùm em đi chị. Rồi viền xanh size L. Thùy Dung luôn. Lên thì chị số điện thoại luôn đi chị Thùy Dung ơi. Rồi con này là vàng. Con này vàng size M giùm em. Mã 1 đây này nè. Rồi con này là vàng size size M giùm em vàng. Ok chị Thùy Dung. Thấy Bảo Thi nha. Con vàng giùm em đi, vàng size M. Vàng size M. Rồi. Cam này size size S, cam size S giùm em nè. S này là nữ mang ok nè. Cam size S nữ mang ok nha. Cam size S. Rồi trắng size L giùm em. Trắng size L. Trắng size L cho em nha. Trắng size L. Rồi con này là xanh size L. Xanh size L. Lấy xanh chốt xanh giùm em ha. Cam size S cho chị Ngọc Lan nè. Rồi cho em con này xanh nha. Lấy xanh chốt xanh giùm em. Rồi cho em con này viền đỏ size L. Viền đỏ size L giùm em. Trắng size L cho Nguyễn Trang. Xanh size L cho Thùy Dung. Rồi lên cho em là viền đỏ nha. Viền đỏ. Viền đỏ size L. Vàng size M cho chị Nguyễn Hoa. Bà nhổ mà.
Rồi cho em con này trắng viền đỏ size L nha, viền đỏ size L. Con này là viền nâu size S. Viền màu nu nha mấy chị, viền màu nu size S nha. Viền màu nu size S. Kêu cái bảy chuyện mà. Viền màu nu size S. Rồi. Có 10 triệu. Vàng size S. Viền đỏ cho chị Tuyên Nguyễn nè. Viền nâu. Nâu cho nu, giá này nu nha, mấy chị Cẩm Tiên nè. Những chị Cẩm Tiên này. Rồi con này vàng size S nha. Vàng size S. Con này xanh đen size L. Xanh đen size L giùm em nhé. Xanh đen size L. Xanh đen. Rồi, con này là vàng, phối vàng giùm em ha. Phối vàng size L. Vàng size S cho chị Loan Phạm nè. Vàng size S cho chị Loan Phạm. Cái này là phối vàng nhé, phối vàng size L. Xanh đen size L cho Quỳnh Quỳnh. Quỳnh Quỳnh. Hết rồi, đợi hỏi số ký thì làm gì còn nữa mấy má ơi. Phối vàng giùm em. Em sẽ nhập thêm cho mấy chị, nếu mà có nhu cầu chị nào mà chưa mua được á thì mai mốt mình em về hàng lựa thêm ha. Khủng mày. Rồi, hiện tại em còn con này thôi. Trắng size M nè. Trắng size M. Vàng size M. Vàng size M. Mấy đang làm trời. Xanh đen size S. Xanh đen size S. Với lại xanh đen size L. Còn đúng 4 con. Còn đúng 4 con thôi. Ai lấy thì chốt thì em. Còn 4 con thôi. Trắng size L gì? Trắng gì? Trắng size M. Xanh đen size L. Rồi ok chị Nguyệt Nguyễn nè. Cái phối vàng của ai hả? Trời ơi cái gì thi ghê thi. Mày khùng không mày? Cái phối vàng của Quỳnh Quỳnh đi. Của ai? Quỳnh 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 hay sao á? Áo nam đúng rồi em. Xanh đen sớt em. Em hết rồi, em còn hai con này thôi. Thì nếu cái sao cái gì hả? Đúng rồi, xanh đen size S. Quỳnh Quỳnh. Vậy thì cho nó khỏi hỏi. Vài bữa đó em về thêm nha. Còn vàng thôi, còn đúng một con vàng mấy má ơi. Size M là hết rồi. Một con vàng cuối cùng. Một con vàng cuối cùng. Nặng 79 ngàn thôi. Nha, sót cho bán 100 ngàn đây má. Má chữ cha ăn bằng pha tiếng này mày. Cái gì? Chữ cha ăn bằng pha tiếng này mày. Pha tiếng gì? Tiếng mất kỳ chứ hả? Trắng size M em hết luôn. À em còn một con vàng size vàng size M là hết nha. Vàng size M. Cái này đâu bán đâu, đúng không? Cái gì? Cái là hai bộ này chưa bán nữa phải không? Để qua đem qua nhà thử. Vàng cho Quỳnh Quỳnh, giờ bán nè. Bán. Nhanh lên đi. Rồi hết áo rồi mấy chị, em hết. Hết áo rồi. Rồi sale body nè. Từ từ để coi lại giá body này nhiêu tiền. Đợi em xíu nha mấy chị ơi. Rồi con này ha. Con này sale luôn chị em mình 120, còn xét 120 thôi, xả lỗ luôn 120 ngàn. Còn hai màu thôi 120. Còn hai màu thôi 120 ngàn nhá. Hai màu 120. Ai lấy chốt giùm em body 120 ngàn. Body 120 ngàn. Ai lấy body chốt body giùm em nhá. 120. Body 120. Body dán dài, hàng hết dơ, 120 ngàn luôn, xả lỗ luôn á. Rồi, à, áo hoa này xả luôn 59 ngàn cho hết luôn. 59 ngàn. Áo hoa vải sốt nha, 59 ngàn. Màu hồng đậm, hồng nhạt.
Chưa má, lựa đi rồi đi nè. Hồng nhạt, màu đen, màu xanh, xanh đậm, màu trắng, 59.000 luôn. Lỗ sắp mặt lờ luôn, 59.000. Hoa của người ta nè, xịn sò không? Hồng đậm. Bảo Thi nên chị số điện thoại em đi chị gái ơi. 59.000 một áo, áo hoa hot trend. Áo hoa hot trend mấy má ơi, hồng đậm, hồng nhạt, màu đen, màu xanh đậm, màu trắng. Xe lỗ 59k. Mại vô, mại vô. 59.000 cho chị Ngọc Trân, chị Thư Phan. Ok, chị Vui Phạm để em xíu. À Kim Kim Trang hả? Ok. 59 hồng đậm cho Bảo Thi. Body, body nào mày? Như nãy hả? Xanh với lại đen nãy hả? 120. 120 xanh đen. Rồi, ai lấy nữa chốt giùm em đi nha mấy chị ơi. À 59.000 một áo thôi, chất là chất sốt thế này ha. Hồng với chị, hồng nào về chị Thư Phan ơi, mình lấy hồng đậm hay hồng nhạt chị yêu ơi, em có hai màu. Màu đen nè, màu xanh đậm, màu trắng, màu hồng đậm. Có lại màu hồng nhạt nữa nha, hồng nhạt nè. Trời ơi áo đẹp lắm, dây là dây thun thế này, rất là dễ mang ha, nó giãn ha. Dễ mang, không có bị gò bó cái phần vai của mình. Cái hoa của nó rất là xinh thế này giùm em luôn. Rồi ai lấy nửa chốt áo hoa kèm màu hồng đậm với chị Thư Phan, 59.000 luôn. Rồi ai lấy nửa chốt hoa kèm màu giùm em nha, 59.000 áo hoa xả lỗ, 59.000. Em còn bên sau á nên là mới không thấy á. Rồi set sơ mi này ba màu xả 99.000 một set, ba màu, màu hồng, màu trắng và màu nu, 99.000 một set. Áo hoa sau lưng ok để em xíu nha. Rồi 99.000 set sơ mi nè, mồi là màu nu, mồi là màu trắng có lại màu hồng. Set sơ mi nu trắng hồng ba màu, 99.000 giùm em set sơ mi nha. Nu trắng hồng 99.000. Hồng nhạt là chị Thư Phan lấy thêm áo của hồng nhạt đúng không chị ơi? 59.000 hồng nhạt nè. Không, em có lẻ 59.000. Chị Thư Phan lấy set trắng đúng không chị? Set trắng 99.000 đúng không? Đầm đen 60kg bao vừa. Nè nhìn giùm em cái vật form nhá. Nhìn giùm em cái form nè. Đó. Ủa là chị lấy cái set, set màu màu trắng với màu hồng hả? Đâu có lấy áo đúng không? Vậy là không lấy áo hoa màu hồng nhạt đúng không? Đen trắng 150, ok chị yêu nè. Đen trắng 150 chị Na Uy Lê nè. À, ok chị set hồng nhạt chứ không phải áo. Là chị bao nhiêu? Từ từ coi, 99.000. Là chị lấy set này hả? 150. Đưa cái Thư Phan ơi. Đúng rồi, bỏ vô đây, đưa đây. Lấy cái bỏ vô. Cái này là áo màu trắng. Cái này là áo màu hồng. Cái này là màu nu, ba màu. Là chị Thư lấy màu nào chị comment lại hộ em nhé. Chứ không bỏ lộ màu nữa. À hai set luôn rồi, ok chị nè. Thêm một set màu hồng này. Màu hồng đó bao nhiêu? 99.000. Rồi ừ. Cho chị màu đen ok chị Nguyên Điệp. Từ từ để em đi kiếm cái đầm nó đâu. Ủa cái đầm nó mà quá trời màu nè. 120 nè. Phát đỏ Thảo My lấy rồi mà. Thảo My này có phát đỏ đúng không? Phát trắng 150 lục thì trang nè. Nu nhiêu ký vừa, 55kg loại vừa chị yêu ơi. Tại vì cái quần nó sẽ có cái lưng thun mặt sau như thế này. Nè, cái lưng thun mặt sau như thế này nè, bao nhiêu ký cũng vừa, nó dễ mang lắm chị. Có 99.000 thôi mà không mua nó thôi là tiếc nha. Tiếc rồi thôi. Miếng lỗ đó. Ủa? Cái đầm này em còn màu nữa nha chị Nguyên Điệp. À em còn màu nè, màu xanh, màu hồng. Á à, màu cam với lại màu hồng, xanh cam hồng. À body 120.000. Đây màu cam giùm em. Nè 120. Còn cam xanh với lại hồng 120.
lưu cho chị vui phạm 99.000. Chiều nay chốt hết đơn gửi em nhé. Ok chị Minh Nguyên nè, có gì em chốt em gửi luôn. Còn cam 120, hồng 120, xanh 120. À có khoác đen rồi hả? À chị lấy thêm cái đỏ cho Thảo My nè, 150. Rồi còn 4 màu luôn nha, còn 4 màu luôn. Ai lấy chốt body kèm màu giùm em 120.000. 120. Body 120 lên màu giùm em nha. Rồi áo này còn 2 con xả 55.000. 55.000 một áo, 2 màu nu cam 55. Áo hoa. Áo hoa nha, áo hoa bo. Bo rip 55.000. Ai lấy chốt áo hoa 55.000. Áo hoa 55.000. Đầm xanh 120 chị Thư Phan. Cái gì? 120 cái gì? Rồi, set bell xả luôn 89.000. Nu. À, nu 55.000 cho chị Tuyên Nguyễn nè. Tắt like là chốt đơn ship hàng đúng rồi. Tắt like là chốt đơn chứ không phải là tắt like là ship hàng má ơi. Set bell 89.000 luôn. 55. Xả lộ 89 nha. 89 cho Nguyễn Phạm Tường Vi. Nu đâu ở dưới góc đó có cái set này nu ấy chị coi set coi. Đây. 89.000 lấy beo nữa, chốt beo giùm em nhá, beo 89. Áo áo hoa này em còn màu cam thôi nha. 55.000 màu cam thôi. Rồi set beo có duy nhất màu này thôi nha. Cái quần là thun gân ống rộng nè. Nè, thun gân ống rộng giùm em. Áo dây trên sào em coi giới. Áo dây này 59.000 một áo nha. Dây hoa. Dây hoa chất xốp giùm em. Màu hồng đậm nè, màu đen nè. Màu đen, màu xanh với lại màu trắng. Với lại màu trắng. 59.000 một áo. À lấy chút hoa 59 giùm em. Hoa 59.000. Rồi, nâu này em còn một set cuối cùng luôn, xả luôn cho em mình 99.000 đi, nâu. Nâu 99.000 khung gân nhé. Nâu 99.000 ống rộng giùm em. Lấy nâu chút nâu giùm em 99.000. Cái gì lấy quần? Người ta nguyên set ta lấy cái quần. Nâu 99 chị Ngọc Trân. Nâu ở dưới góc dưới đó có nâu lấy em chị cái nâu. Cái gì? Nâu 99.000 Phương Trinh. Có lấy không? Lấy cái áo luôn. Lấy cái quần. Khi lấy cái quần là không có chốt. Lấy cái áo cho con. Lấy được chung được. Ủa cái set này. Ai? Set này em còn 2 màu, 3 màu luôn mấy chị ơi. Rồi set này nó trắng ghê lắm, màu xanh. Nâu hết. Mẹ mày cũng biết bận cho con mày bận gì. Set này xả 69.000 nha. 69.000 set. Nè. Set này là set bèo á mấy chị nè, set bèo. Xả lỗ luôn á, 69k. Bèo 69 màu hồng. Màu cam nha. Nó chỉ khác cái quần thôi. Màu cam 69 nè. Màu cam. Dạ chị Ngọc Trân có nha. Màu cam. Rồi cái này là màu xanh mà áo màu đen nha. Màu xanh áo màu đen. Màu xanh áo màu đen 69k. Bèo cam Huyền Nguyễn nè. Cam cho Huyền Nguyễn 69.000 nè. Phương Trinh có nha. Hồng 69 với Thi Thi. Cái quần đen này thôi, cái áo này mới cái vừa. Hả cái áo. Mình có nhiều quần nha. 69.000. Không. Rồi, em hết rồi nha. Ai lấy chốt nè. Em hết cam rồi đó. Còn hồng với lại đen. Đen quần xanh nha. Đen quần màu xanh. Hai set đen trắng. Đen. Trắng hả? Rồi, đặt cái giá 69 x 2 với chị Thư Phan. Dạ sếp mình không bán nè. Còn màu màu trắng, màu đen. Màu đen thì quần màu xanh nha. Màu đen quần màu xanh giùm em. Trời cái quần của Thư cái gì trời. Xinh.
Thì nhưng bây giờ lục cái áo xuống tới đây bán như cái gì? Rồi ai lấy chốt giùm em hai set, còn đen trắng nhé. Đen trắng. Rồi body nè em còn hai màu. Body nè em còn hai màu. Sale luôn cho em mình 89.000 lại mấy trăm lẻ năm. Còn đúng hai màu xả 89 luôn. Ok, chinh xong là chị báo bill hết á, yên tâm đi. 89.000 hai màu này. Body hai màu 89.000. Ai lấy chốt body kèm màu. À, đen 69 với chị Thiên Kim. Thiên Kim nè. Rồi. Body hai màu giùm em, đỏ vàng. Đỏ vàng, xả luôn cho em mình 89.000. 89.000 body nhé. Hai màu này. À, đỏ cho Nghi Nghi 89.000. Rồi còn vàng, còn đúng hai con vàng ha. Ai lấy chốt giùm em vàng. Yên tâm. Xích đen. Xích đen em hết rồi, em còn xích trắng là chị Hạnh Lê lên thì chị số điện thoại cho em luôn nha chị gái. Rồi. Rồi cái này là đầm len nè. Đây này còn nhiều chứ trời. Đi ship cái quần què. Quên. Lộn. Đi ship. Hỗ trợ ship nha, không có phi nha má. Đầm. Đầm len. À chị ơi, đầm đen sau đi. Chị coi đầm đen không? Dạ đầm đen có 3 màu. À 4 màu chứ. Trăm hai thôi. Màu cam, màu hồng, màu xanh với lại màu đen. 120.000. Set sơ mi màu hồng. Dạ ok chị Thư Phan 99.000 nè. Rồi đầm 99. Đầm đen em xả 135 luôn. Em xả lỗ nha. Nhập 139.000 bán 135.000 má ơi. 135.000. 35 chị Thi Thi. Body vàng. Body vàng 89.000 chị Phương Trương. 89 chia là 135. Em xả 135 dễ thương quá, chắc để cá lại mang 135.000. Chất len đúng chuẩn 100% nhá nè, 135.000 thôi. Tôi nhập 139.000 tôi bán 135.000. 89. Ok cục cưng. Ok cục vàng. 135 chị Thư Phan. Trời ơi. Ở ngoài nó bán 200 mấy, 300 mấy một đầm đó. Chị nào mà thử ra mấy cái shop mà hot hot trong tánh đi, nó bán cái đầm y chang 200 mấy. Em không nói đi luôn. Thiệt. Rồi. À set Enly hai màu, còn hai màu này. Set Enly sale cho em mình 130. Ê đứt cái dây nha. 130.000 set Enly giùm em 130.000. Set này ống loe nhá, chốt này mấy chị nhìn cái chốt ghiền không? Nút của nó là nút bọc thế này giùm em luôn, nút bọc giùm em nhé. Ống loe. À form là 52 kg, 52 kg thôi, đổ lại vừa. 130.000, nhập 135.000 bán 130.000 nha mấy chị. Đó. Còn hai set cuối 130. Cái gì? 69. 125. 125 à. Ừ. Con mua 220 á, bữa con đi chơi bằng cái màu xanh y chang gì 220.000 á. À 130 vàng bơ. Chút ly này khách cũ khách mới chị ơi, lên chị số điện thoại giùm em. Dạ chưa chị Đoan Giang Chương ơi, lựa thêm giùm em nha. 125 chứ cái này như bôi mẹ rồi. 70. 195. 195. Cái đó là nhiêu ta? 100.000. 295. Rồi cho em con này. Chị nào khách mới lên thì chị số điện thoại giùm em nha. Bỏ đồ vô vậy. Dẹp đi. À ok vàng bơ chị nha. Chút ly 130. Nếu mà tới mua không 20.000 rồi đó. Rồi xét cho giùm em nha. 130 hả? Set này nhiều màu. Ai chỉ làm hôm qua nữa chị. Hôm qua cái quần. Cái quần màu đen 60. 355. 2 cái bộ 355, 455, 515.000. 515.000. Rồi cho em set này nhiều màu. 115 với bịch nữa là 50. Set này xả cho em mình 105.000 luôn. 105.000. Màu đen.
Màu này là màu vàng bơ nha, vàng bơ, màu đen vàng bơ. Màu đỏ, màu hồng đỏ nha mấy chị. Hồng đỏ 105.000 một set. Rồi màu này là màu xanh đậm giùm em. Xanh đậm, xanh đậm nha, 105.000. Ai lấy set hot girl này chốt giùm em. 105. Trời ơi chốt luôn đó nè. 105.000. Cái này chân váy có quần trong nhá, chân váy. Rồi Alexet hot girl chốt giùm em đi, xả lỗ 105. Xả lỗ 105.000. Mình đúng mặt coi. Tạm đi. 105 ai lấy chốt giùm em nhá. Rồi sơ mi jean nè. Sơ mi jean này trả xả 101 luôn. Sơ mi jean xả 101 luôn nè. Ai lấy chốt sơ mi jean giùm em 101. Sơ mi jean 101 nha. Jean 101, ai lấy jean chốt mã jean giùm em đi. 110.000 phong dấu quần thế này giùm em luôn. 65 với lại vừa cho miếng nước không anh, cà phê kìa. 101. Jean 101, 130 màu xanh. 130 là cái gì ta? Một ba mươi là cái gì vậy chị ơi? Là nãy hả? Em nhớ bán cái gì 130 luôn á. Em còn hai loại đầm này thôi, đầm này với lại đầm body sọc thôi chị ơi. Rồi sơ mi jean 101 nha. Ai lấy chốt sơ mi jean 101 giùm em. Form này 60-65kg cũng vừa ha. Chất rất là đẹp nha. Hai túi hai bên 101. Quá rẻ luôn, 101. Rồi set này còn hai màu. Set này còn hai màu vàng với lại màu cam. Chất nè. Vàng với lại màu cam. Em xả cho em mình 105.000, vàng cam 105. Hồi nãy bán 135 nhé. Giờ xả 105.000 thôi. Vàng cam. À dạ đồ bộ ngố tới gối em hết. Em không có hàng chị ơi, chưa có về hàng. Set á. 130 là set nào ta? Set này hả chị? Set mẫu này đúng không? Mẫu ở chân váy dáng ngắn này đúng không? 130 đúng không? Đúng ok em nha. Rồi. À, set này hai màu vàng cam. Xả luôn một máy mua là 105 hả? 105 hai màu vàng cam giùm em nhé. Vàng cam 105. Quần có lưng thun nhé, quần có lưng thun siêu cao thế này giùm em luôn. Rồi vàng cam 105.000 nha. Vàng cam 105.000. Dạ ok chị nè. Cam 105 chị Nhung Nguyễn nè. Em còn đúng một con body sọc à. Ok chị, vui phạm. Rồi ok em bỏ ra cho chị. Nè bỏ cái xe đó vô chị vui phạm đi. Áo kiểu chị hết rồi em yêu ơi. Em còn một con body sọc 89.000 là hết. Màu vàng, sọc vàng 89 giùm em. Chất thun gân nhé, nè chất giùm em nè. Đẹp không? Có giấy trong cái bịch đó đúng không? Rồi 89.000 còn một con body sọc vàng. Form siêu co giãn nhé, form siêu co giãn giùm em. 89.000. Rồi ai lấy chốt giùm em nhé. 89. Loan chuông lên là chị số điện thoại em đi chị ơi. 89.000 lên là chị số điện thoại mấy chút đơn nha. Rồi em chốt chị vui phạm rồi đó. Chị Loan chuông ơi, chị số điện thoại em nha chị. Rồi cái bộ em xe chị em mình 99.000. Màu nu, màu xám và màu hồng 99.000. Set thể thao, set thể thao 99 giùm em. Set thể thao 99.000 ba màu. Màu xám nha, màu xám nè. Có hút ngực bên trong. Màu nu với lại màu này là màu hồng 99.000 set. Đầm mà sọc vàng em hết rồi. Sọc vàng em hết nha. Rồi chị Loan Trương lên địa chỉ giúp em không, em chốt cho bé Nhi nha, Tú Nhi nha. Bỏ hai giấy vô cái body đó. Nhiều. Nhiều quên rồi. 89.000.
À bỏ cái giấy túi Nhi đi. Ok chị Loan Trương nè. Rồi set này 993 màu xám, nu với lại hồng. À lấy chốt set nha, 3 màu xám, nu, hồng rồi em. Rồi áo hoa mẫu này sale luôn, chị em mình là 65.000 thôi, 4 màu rồi em. Set chị đang cầm 99.000, 55kg lại vừa. Rồi em xả luôn cái áo này 59.000, 59.000. Màu này là màu kem ha, màu hồng, màu đen, màu trắng 59.000 giùm em, có màu xanh nữa nè. Màu xanh nữa. 59.000 áo. À đi áo đi, chốt áo kèm màu giùm em ha, 59.000 thôi. 59.000. Áo hoa kèm màu chất, trời ơi, hàng hai lớp luôn nè. Hàng hai lớp giùm em nhé. 59 màu hồng, màu trắng, màu đen, màu nu với lại màu xanh giùm em. Với lại màu xanh nữa. 59.000. Xám xét. Xám 99 cho chị Tuy Nguyễn nè. Chị Tuy Nguyễn 99.000. Rồi, kem màu xanh, màu nu, màu hồng, màu đen, màu trắng 59.000 một áo nha. À đi áo chốt giùm em nhìn nè, bên trong nè, phần này hai lớp nè, thấy không? Đó, 59.000 thôi. Rồi ai lấy áo màu gì chốt áo màu đó giùm em đi, 59k, 59.000 một áo. Xếp thể thao phải không chị? Xếp thể thao đúng không? Đây ba màu, nó có mút ngực bên trong nha, màu xám, màu nu với lại màu hồng. Quần là có túi giùm em luôn, quần là có túi giùm em, áo chất bo rip nha. Trời ơi cái mút ngực của nó siêu dày nhá. Đây nhìn giùm em kỹ form cái chất này. 99.000 thôi. Rồi ai lấy set đó thì chốt giùm em. Rồi ai lấy áo hoa 59.000 nữa chốt giùm em luôn nha. Áo hoa 59k. Áo hoa 59.000. Rồi em có cái quần, cái này quần thun ôm hay sao? Hả đi biển hả? Ai biết em, chị đâu biết được, em thích đi bận đi đâu thì em bận thôi chứ đâu quan trọng. Rồi cái quần thun ôm thì 50.000 một quần thun ôm nha, ba form dễ mang, cái quần này dây rút được giùm em luôn nè, 50.000 một quần, quần thun nha, đi đâu mang cũng được trơn, đi làm ở nhà, đi làm ở nhà, đi học, đi đâu mang cũng được mấy chị. 50.000 một quần thôi, hai cái túi hai bên, túi sâu lắm nha, túi sâu giùm em, 50.000 một quần. Chị lấy quần đen chốt quần đen giùm em, dây rút nè. Đó chị nào 40kg cũng bận vừa luôn, 40-55kg lại vừa nhé. Rồi đen 50, đen 50.000, ai lấy quần đen chốt quần đen 50.000 giùm em ha. Quần đen 50, 50 cho Nguyễn Thị Hiếu Thảo nè, 50.000. Ai lấy quần có nửa chốt cho em đi, 50.000 ha. Rồi áo hàng xịn, áo hàng xịn giùm em, áo nu này 50 luôn, hai dây 50.000, chất bo rip nha, coi giãn. À lấy áo chốt báo 50.000 giùm em, áo màu nu shop bán 90. Rồi nu rồi 50 luôn nha, chị lấy nu chốt mã nu 50.000 giùm em, nu 50, nu 50. Rồi một còn một con áo màu cam 55.000 nữa nè, là hết mẫu này, cam 55.000, hoa cam. À lấy hoa cam chốt hoa cam 55.000 cho em nha, hoa cam 55.000. Hoa cam 55.000. Rồi xong em tắt like để chốt đơn đây. Chị nào mình có đơn mà mình muốn báo bill thì nhắn tin cho em báo bill qua cho mấy chị nha. Muốn báo bill thì nhớ nhắn tin cho em mà báo bill bao qua cho mấy chị nhé. Giờ em ọp đây, cái ba mấy chị nè.